Rượu là chất độc, nó nguy hiểm, nó gây nghiện và nó có khắp mọi nơi Video này mình sẽ tạm gọi các loại bia, rượu vang, rượu mạnh Và nói chung là tất cả các loại đồ uống chứa cồn thực phẩm Tức là ethanol là rượu nhé Tại sao bạn nên ngừng hoàn toàn việc uống rượu? WHO cảnh báo rằng Bạn uống bao nhiêu rượu không quan trọng Rủi ro về sức khỏe bắt đầu ngay từ giọt đầu tiên Không có lượng rượu nào là tốt nhất cho bạn Lượng rượu tốt nhất nên uống là không uống rượu giáo sư Andrew Huberman, giáo sư khoa học thần kinh và nhãn khoa tại trường đại học y khoa Stanford, đã đưa ra kết luận này sau khi phân tích ảnh hưởng khủng khiếp của rượu lên các cơ quan quan trọng như não, tim, gan, ruột trong một podcast dài 2 tiếng của mình. Nhưng luôn có một huyền thoại vẫn tồn tại dai dẳng rằng, rằng một đến 2 ly rượu vang là tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Thực tế, rượu nguy hiểm hơn rất nhiều so với hầu hết những gì chúng ta thường biết, ngay cả khi chúng ta chỉ uống ở một mức độ vừa phải ví dụ như là thỉnh thoảng uống một ly vào mỗi tối hay là một vài ly vào cuối tuần cũng có thể âm thầm hủy hoại từng tế bào trong bộ não và cơ thể của chúng ta nhưng rượu lại là một chất độc được tiêu thụ hợp pháp và phổ biến nhất trên hành tinh đám cưới uống rượu đám ma cũng uống rượu sinh nhật uống rượu đám rỗ cũng uống rượu bắt đầu một mối quan hệ uống rượu chia tay cũng uống rượu có công việc mới uống rượu bị mất việc cũng uống rượu rượu là một loại chất độc duy nhất trên thế giới mà nếu bạn không sử dụng mọi người sẽ nhìn bạn như thể bạn là một kẻ có vấn đề trong hai tháng vừa qua mình đã chứng kiến sự ra đi mãi mãi của bốn người thân quen xung quanh mình vì ung thư gan dạ dày và ung thư phổi và đặc điểm chung của cả bốn bác là đều uống nhiều rượu mình không có đủ thông tin và chuyên môn sâu để kết luận rượu là nguyên nhân chính nhưng với những gì mà mình sắp chia sẻ dưới đây mình khá chắc chắn rằng nó một phần có liên quan đến rượu và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét cách rượu đi vào cơ thể của chúng ta và chuyển hóa thành các chất cực độc gây ung thư và tác động lên tim gan não hệ thống tiêu hóa hệ thống miễn dịch của chúng ta như thế nào nhé sau đó bằng tất cả những hiểu biết này bạn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất cho mình trước khi nhấp bất kỳ một ngụm rượu nào hoặc có thể sử dụng nó để chia sẻ với những người thân xung quanh mình và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé tại sao rượu lại là một chất độc rượu vừa tan trong nước và vừa tan trong chất béo vì vậy khi bạn uống rượu rượu không chỉ bám vào bề mặt của các tế bào mà nó có thể đi thẳng vào tất cả các tế bào và mô trong cơ thể bao gồm cả tế bào não và tác động trực tiếp lên các tế bào đó tạo ra căng thẳng tổn thương và cũng có thể giết chết các tế bào điều này có nghĩa là nếu mang thai rượu dễ dàng đi vào các tế bào của thai nhi vì vậy đừng uống rượu khi mang thai với bất kỳ một lượng nào mức an toàn nhất trong thai kỳ là bằng không. Thậm chí, rượu còn được hấp thụ dễ dàng ngay bởi lớp niêm mạc của lưỡi và niêm mạc của má, tức là toàn bộ bề mặt lớp lót ở bên trong khoang miệng. Điều này được quan sát thấy trong một nghiên cứu với những người nếm thử rượu, tức là họ chỉ ngậm ngụm rượu trong miệng rồi nhổ nó ra chứ không thực sự nuốt nó, nhưng rượu vẫn được hấp thụ trực tiếp vào máu từ miệng của họ. Đó là lý do đầu tiên tại sao rượu lại gây hại. Về mặt hóa học thì có 3 dạng cồn, đó là isopropyl, metanol và ethanol. Tất cả các rượu mà chúng ta tiêu thụ ví dụ như là bia, rượu vang, rượu mạnh, cocktail mà mình sẽ gọi chung ở trong video này là rượu đều là ethanol. Còn isopropyl và methanol có tính cực độc rất cao và không bao giờ được phép uống. Và mặc dù con người chúng ta chỉ có thể uống ethanol nhưng nó vẫn là một chất độc. Không có rượu an toàn. Tất cả các rượu đều là ethanol và tất cả đều độc hại. Và vì bản thân ethanol là một chất độc và cơ thể của chúng ta không thể sử dụng trực tiếp nó là nguồn nhiên liệu nên khi mà bạn uống rượu cơ thể sẽ phải chuyển đổi ethanol thành một chất khác mà cơ thể có thể sử dụng được hoặc là có thể bài tiết được ra ngoài trong cơ thể của chúng ta có một chất được gọi là nát và mức độ nát có xu hướng giảm dần trong suốt cuộc đời của chúng ta còn nát ở mức độ cao là dấu hiệu của việc chậm lão hóa và tuổi thọ kéo dài khi một người uống ethanol tức là uống rượu nát sẽ được sử dụng để chuyển đổi ethanol tạm thời thành acetaldehyd nhưng acetaldehyde cũng có độc tính rất rất cao. Nó có thể đầu độc bất kỳ tế bào nào trong cơ thể. Nó can thiệp vào khả năng sửa chữa tổn thương của DNA, làm tăng khả năng đột biến và tăng trưởng tế bào bất thường, dẫn đến sự phát triển của ung thư. Vì vậy, cơ thể của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách sử dụng nát một lần nữa để chuyển đổi acetaldehyde thành acetat. Và mặc dù rượu mà chúng ta tiêu thụ cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành acetat, một chất có thể được cơ thể sử dụng làm nguồn nhiên liệu, nhưng mà toàn bộ quá trình chuyển đổi này tiêu tốn rất là nhiều nát và năng lượng để rồi tạo ra acetat không có giá trị về mặt dinh dưỡng nó không thể lưu trữ không cung cấp vitamin axit amin hoặc là axit béo nó thực sự là một loại calo rỗng và xây rượu chính là tình trạng rối loạn các mạch thần kinh do chất độc acetaldehyde gây ra khi rượu đang được chuyển hóa như vậy các bạn có thể thấy ở đây là quá trình chuyển đổi từ ethanol thành acetat tạo ra một chất độc trung gian là acetaldehyde và nếu cơ thể của chúng ta không thể chuyển đổi etanol thành acetaldehyde và thành acetat đủ nhanh thì acetaldehyde sẽ tích tụ trong cơ thể và gây ra tổn thương khắp cơ thể, đặc biệt là ở gan. Bởi vì quá trình xử lý ethanol thành acetaldehyde rồi thành acetat được thực hiện ở gan, các tế bào gan phải tiếp xúc ngay với nồng độ cao của acetaldehyde trong quá trình chuyển đổi nên nó sẽ rất là dễ bị tiêu diệt hoặc là bị tổn thương nghiêm trọng, gây nguy cơ ung thư gan cao. Tóm lại, uống rượu tức là uống một chất độc tức là ethanol và chất độc đó còn chuyển hóa thành chất độc thậm chí còn độc hại hơn, đó là acetaldehyde. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế đã phân loại rượu là một chất gây ung thư nhóm 1, tức là nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả amiăng, bức xạ và thuốc lá. Rượu gây ra ít nhất 7 loại ung thư phổ biến như là ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư gan và đặc biệt là ung thư vú phụ nữ. Uống 4 ly rượu vang mỗi tuần có thể tương đương với việc hút 10 điếu thuốc lá mỗi tuần Đối với phụ nữ và năm điều thuốc lá đối với nam giới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem rượu ảnh hưởng như thế nào đến não nhé. Đây là hình ảnh bộ não của một người lớn tuổi khi không uống rượu. Còn đây là của một người bị chứng mất trí nhớ Alzheimer, còn đây là của một người nghiện rượu. Không cần có chuyên môn gì, chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy rằng não của những người uống rượu teo hơn, ít mô não hơn và có nhiều khoảng trống hơn. Từ lâu thì người ta đã biết rằng uống rất nhiều rượu, tức là từ 18 đến 24 ly một tuần, chắc chắn sẽ gây ra thoái hóa tế bào thần kinh, đặc biệt là ở vỏ não mới, nơi chịu trách nhiệm cho các chức năng não cao cấp, ví dụ như là trí nhớ, ngôn ngữ, khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch, kiểm soát hành vi bốc đồng. Đó là lý do tại sao những người uống nhiều rượu thường dễ bốc đồng hơn và có những hành động không kiềm chế khi say, ví dụ như là nói to hơn, nói nhiều hơn, đi đứng loạn choạng, khôi chân mùa tay, hay thậm chí là chửi bới lung tung. Nhưng liệu uống một lượng rượu vừa phải, ví dụ như là một ly một ngày thì có gây ra thoái hóa tế bào thần kinh hay không? Một nghiên cứu đã kiểm tra não của hơn 36.000 người trung niên và người cao tuổi, khỏe mạnh, tiêu thụ rượu ở các liều lượng khác nhau ở tại Vương quốc Anh thì đã phát hiện ra rằng ngay cả đối với những người chỉ uống 1 đến 2 ly rượu vang mỗi ngày, tức là tương đương với khoảng 7 ly một tuần, cũng có thể cho thấy tình trạng mỏng đi của vỏ não mới và mất tế bào thần kinh ở các vùng não khác nhau. Tóm lại, việc uống rượu thường xuyên sẽ gây ra những thay đổi về mặt vật lý của não một số vùng não sẽ bị teo lại giảm thể tích và kết nối tổng thể giữa các tế bào não sẽ bị suy yếu và ngay từ ngụm rượu đầu tiên rượu sẽ nhanh chóng đi vào máu và bắt đầu hành trình đến não rượu làm tăng hoạt động của GABA một chất dẫn truyền thần kinh ức chế dẫn đến thư giãn buồn ngủ giảm hoạt động của vỏ não trước từ đó dẫn đến suy giảm khả năng phản đoán và phản xạ dạ. đồng thời rượu lại ức chế hoạt động của glutamate là một chất dẫn truyền thần kinh kích thích cần thiết cho việc học tập, trí nhớ, kích hoạt tính dẻo dai thần kinh. Vì vậy, việc ức chế glutamate sẽ làm chậm hơn hiệu suất cũng như là các chức năng nhận thức của não chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên quên những gì đã xảy ra khi mà chúng ta uống rượu. Rượu có xu hướng làm giãn các mạch máu và khi rượu hết tác dụng sẽ có sự co mạch dẫn đến đau đầu. Uống rượu trở lại sẽ làm dịu các triệu chứng, nhưng sau đó nó lại gây ra nôn nao nhiều hơn. Uống rượu trước khi đi ngủ sẽ làm phá vỡ cấu trúc giấc ngủ thay vì có một đêm ngủ ngon giấc, bạn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ gật. Ở những người có khuynh hướng nghiện rượu, thì rượu sẽ tạm thời làm tăng mức dopamine, khiến cho họ cảm thấy phấn chấn và dễ chịu ban đầu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất là ngắn, dopamine sẽ giảm xuống dưới mức cơ bản, khiến cho họ phải uống nhiều rượu hơn để cảm thấy bình thường. Điều này trái ngược với phần lớn những người trải qua nhiều tác dụng an thần hơn từ rượu. Vì vậy, nếu bạn cần có một đến 2 ly rượu để nâng cao tâm trạng, vực dậy tinh thần, để cảm thấy tỉnh táo, năng lượng, thì đó là dấu hiệu tiềm ẩn của chứng nghiện rượu. Và vì lý do này, những người sử dụng rượu như một cách để thoát khỏi chứng trầm cảm, không may lại khiến cho chứng trầm cảm của họ trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Những người uống rượu thường xuyên với lượng chỉ một ly mỗi đêm sẽ giải phóng nhiều cortisol hơn khi không uống rượu, tức là họ sẽ cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn khi không uống rượu. Và bạn có biết điều gì giúp giảm mức độ căng thẳng đó giảm xuống không? Đó là đi uống rượu. Đây chính là một vòng lặp luẩn quẩn của sự nghiện ngập uống rượu thường xuyên có thể dẫn tới sự thích nghi thần kinh tức là não sẽ trở nên quen thuộc với sự hiện diện thường xuyên của rượu nó cảm thấy cần phải uống nhiều rượu hơn nữa để có thể hoạt động bình thường rượu cũng làm giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách phá vỡ các bộ phận của não kiểm soát nhiệt độ cơ thể của chúng ta vì vậy tắm nước lạnh sau khi uống rượu là một ý tưởng thực sự tồi tệ nó có thể rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới hạ thân nhiệt tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem ảnh hưởng của rượu lên tim là như thế nào nhé tim của chúng ta luôn làm việc chăm chỉ bơm máu theo nhịp điệu để đảm bảo mọi bộ phận trong cơ thể của chúng ta đều nhận được chất dinh dưỡng cũng như là oxy cần thiết nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đưa rượu vào cơ thể nhịp tim của chúng ta sẽ bị thay đổi khi mà chúng ta uống rượu chúng ta đều cảm thấy tim đập nhanh hơn khi mà chạy nước rút hoặc là đập loạn xạ dạ hơn khi lo lắng nhưng rượu đặc biệt là khi uống quá nhiều rượu có thể dẫn tới tình trạng loạn nhịp tim tim đập không đều nó có thể đập quá nhanh hoặc là quá chậm, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm cả đột quỵ hoặc là suy tim. Việc uống rượu liên tục có thể làm tăng huyết áp của chúng ta. Huyết áp cao buộc tim của bạn phải làm việc quá sức và theo thời gian có thể làm suy yếu cơ tim, khiến tim bơm máu kém hiệu quả hơn, không thể đáp ứng nhu cầu máu và oxy cho cơ thể. Đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ hoặc thậm chí là bệnh thận. Rượu cũng có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch Uống rượu mãn tính có thể dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ vào các mảng bám, thu hẹp các đường dẫn, khiến tim bơm máu khó hơn để đẩy máu và làm tăng nguy cơ đau tim. Một tác động cực kỳ nguy hiểm khác của rượu đó là tác động của rượu đến trục ruột gan và não. Trục ruột gan não là một mạng lưới giao tiếp giữa ruột gan và não thông qua các tín hiệu điện và các tín hiệu hóa học. Ruột giao tiếp với não, ruột cũng giao tiếp với gan và gan cũng giao tiếp với não. Ruột là nơi sinh sống của một cộng đồng khoảng 100.000 tỷ vi khuẩn có lợi, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và miễn dịch của chúng ta. Những vi khuẩn này cũng điều chỉnh tâm trạng bằng cách giải phóng các chất hóa học như là serotonin hay là dopamine. Và khi rượu xâm nhập vào ruột, nó sẽ phá hủy đáng kể một số lượng lớn các vi khuẩn này. Chính bởi vì khả năng tiêu diệt vi khuẩn này của rượu mà chúng ta thường sử dụng rượu hay là các loại cồn để khử trùng, sát khuẩn. Chỉ là rượu không phân biệt vi khuẩn nó tiêu diệt là vi khuẩn có lợi hay là vi khuẩn có hại nó tiêu diệt mọi vi khuẩn vì vậy khi bạn uống rượu rượu đi vào ruột nó khử trùng ruột nó sẽ giết chết hệ sinh vật đường ruột có lợi uống rượu có thể dẫn đến hội chứng dò dỉ ruột tình trạng này xảy ra bởi vì rượu phá vỡ niêm mạc ruột cho phép vi khuẩn có hại từ thức ăn thay vì được tiêu hóa ruột sẽ dò dỉ qua thành ruột và xâm nhập vào máu tức là ở ruột rượu vừa tiêu diệt hệ vi khuẩn có lợi và vừa giải phóng vi khuẩn có hại vào máu đó là ở ruột còn ở gan thì việc chuyển hóa rượu thành acetaldehyde rồi thành acetat sẽ đồng thời giải phóng các chất gây viêm, góp phần gây viêm gan và các bộ phận khác nhau trong cơ thể của chúng ta. Tóm lại, bởi vì ruột, gan, não giao tiếp với nhau nên vi khuẩn có hại dò gì từ ruột cộng với các chất gây viêm được giải phóng từ gan sẽ đi đến não của một lúc, làm gián đoạn các chức năng của não, phá vỡ các mạch thần kinh kiểm soát lượng rượu đưa vào, làm tăng ham muốn uống rượu nhiều hơn, do đó làm cho tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn sức khỏe đường ruột, gan và não cũng sẽ ngày càng bị xấu đi. Đến đây, chúng ta đã nói rất là nhiều về ảnh hưởng của rượu. Vậy, rượu có tác dụng tích cực nào không? Resveratrol là một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ được tìm thấy trong rượu vang đỏ và chúng ta thường được nghe nói rằng việc uống 1 đến 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Tuy nhiên, sự thật là nếu resveratrol thực sự tốt cho chúng ta thì lượng rượu vang đỏ mà một người phải uống để có đủ resveratrol để nó có tác dụng tăng cường sức khỏe là họ phải uống ít nhất 500 lít rượu vang đỏ mỗi ngày. Vì vậy, uống rượu vang đỏ vì resveratrol không phải là một lập luận hay. Liên đoàn tim mạch thế giới cũng tuyên bố rằng rượu không tốt cho tim. Và như giáo sư Huberman có nói, khi nói đến vụ uống rượu, lượng rượu tốt nhất để uống là không uống rượu. Và đó chỉ là một vài cái nhìn thoáng qua về tác động của rượu nên cơ thể và bộ não của chúng ta. Để tìm hiểu cặn kẽ hơn về cơ chế, các bạn có thể xem thêm tại podcast của giáo sư Andrew Huberman và mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả nhé. Vậy, bây giờ giải pháp ở đây là gì? Trước hết thì mình xin lưu ý rằng, mình không phải là chuyên gia y tế. Nếu bạn hay là người thân của mình có dấu hiệu nghiện rượu và cần lời khuyên trợ giúp hướng dẫn y tế vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ thực thụ nhé. Đầu tiên là một số giải pháp trước mắt để làm chậm tác dụng của rượu trong những trường hợp khẩn cấp khi bạn chưa dừng uống rượu ngay và luôn được. Đó là ăn trước hoặc là trong khi uống rượu. Thức ăn bao gồm carbon hydrate, chất béo hay là protein sẽ làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào máu. Do đó, nó sẽ giúp chúng ta say chậm hơn. Nhưng mà tác dụng của rượu thì cuối cùng nó sẽ vẫn đến. Và nếu bạn đã say và bây giờ bạn ăn thứ gì đó nó sẽ không giúp làm giảm tác động của những gì mà bạn đã uống nhưng mà nó sẽ làm giảm tác dụng của bất kỳ thứ gì mà bạn uống thêm sau đó rượu cũng làm mất nước vì nó là chất lợi tiểu nó khiến bài tiết không chỉ nước mà còn cả natri một chất rất là quan trọng đối với tế bào thần kinh của chúng ta vì vậy hãy bổ sung chất điện giải ngay khi bạn chỉ uống một đến hai ly vào đêm hôm trước để não và các cơ quan của bạn có thể hoạt động bình thường với mỗi một ly rượu bạn nên uống hai cốc nước và tốt hơn nữa là nước có chất điện giải còn về lâu về dài, lựa chọn là ở bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có thể lựa chọn mức độ rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận để giao lưu, kết nối xã hội, giải trí, thư giãn hay là mang về một hợp đồng cho mình. Và cuối cùng, kiến thức là sức mạnh. Việc tự giáo dục bản thân cũng như là những người thân xung quanh của chúng ta về những rủi ro tiềm ẩn của rượu sẽ giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn sáng suốt trước khi chúng ta bắt đầu uống bất kỳ một giọt rượu nào. Mình đã không uống một giọt rượu bia nào kể từ đầu năm 2023. Đôi khi trong các cuộc gặp gỡ thì mọi người xung quanh sẽ gạ là chỉ uống một ly thôi hoặc là sẽ hỏi là tại sao mình không uống một ly, tại sao mình lại dừng hẳn. Đơn giản bởi vì sự thỏa hiệp không bao giờ có hiệu quả. Cam kết 100% sẽ dễ hơn là 98%, sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một thứ gì đó 100% hơn là 98%. Nếu chúng ta chỉ cam kết 98%, chúng ta thực sự chưa đưa ra quyết định. Và khi mà chúng ta chưa đưa ra quyết định chúng ta thực sự không rõ ràng về những gì mà mình sẽ làm. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến ở trong tâm trí của chúng ta và vào cái khoảnh khắc mà chúng ta phải đưa ra quyết định. Ví dụ như là trong một bữa tiệc, một buổi tụ tập với đồng nghiệp thì chúng ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp chỉ một ly thôi và một ly thì cũng rất có thể dẫn đến nhiều ly khác. Giống như Michael Jordan đã từng nói rằng một khi tôi đã đưa ra quyết định tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ về nó nữa. Đây là lợi ích tuyệt vời khi mà chúng ta đưa ra quyết định và cam kết 100%. Vì vậy, mỗi khi cảm dỗ xuất hiện để lăm le phá vỡ sự cam kết của chúng ta, chúng ta không cần phải đưa ra quyết định nữa, bởi vì chúng ta đã đưa ra quyết định từ trước rồi. Mình cũng trải nghiệm rằng, việc mình không uống bia rượu, vô tình làm giảm việc uống bia rượu của những người mà mình chơi cùng. Thực tế mình đã thuyết phục được hai người bạn của mình bỏ rượu bia được hoàn toàn 7 tháng rồi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người mình nói chuyện lo lắng rằng nếu không uống rượu, họ sẽ mất đi nhiều mối quan hệ. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu thực sự điều đó có xảy ra thì nó sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng nếu không có rượu, bạn và những người đó sẽ chẳng có điểm gì chung cả. Bạn có muốn dành thời gian ít ỏi của mình trên hành tinh này cho những người mà việc gặp gỡ họ chỉ để cùng nhau uống một thứ chất độc vào người hay không? Một lần nữa, lựa chọn vẫn là ở bạn. Mình biết, sự thay đổi cần có thời gian, vì dù sao thì việc uống một hoặc hai ly rượu bia đã gần như trở thành thói quen xã hội của chúng ta. Và nếu bạn có những tip từ chối uống rượu nào, thì có thể chia sẻ bên dưới comment để mọi người có thể cùng nhau học hỏi nhé. Cuối cùng, mình muốn chia sẻ rằng những nội dung ở trong video này cần rất là nhiều thời gian để nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm, cũng như là edit video. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, thì hãy tặng mình một nút like và nhấn nút theo dõi. Và hãy bình luận cho mình biết nếu bạn có bất cứ suy nghĩ, câu hỏi hay là góp ý nào để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo nhé. Mình là Thina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Tóm tắt lại nội dung của video ngày hôm nay thì uống rượu bia là uống ethanol. Ethanol là một chất độc và nó thậm chí còn chuyển hóa thành một chất độc hại hơn, đó là acetaldehyde gây ra ung thư. Rượu là một chất gây nguy cơ ung thư cao nhất, nó gây ra ít nhất 7 loại ung thư như là ung thư thực quản, trực tràng, gan và đặc biệt là ung thư vú ở phụ nữ. Không có lượng rượu nào là tốt nhất cho bạn. Lượng rượu tốt nhất nên uống là không uống rượu. Bởi vì chỉ với một lượng rượu vừa phải cũng có thể gây thoái hóa tế bào thần kinh, suy giảm các chức năng não cao cấp như là khả năng phán đoán, phản xạ, trí nhớ, ngôn ngữ, khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch, kiểm soát những hành vi bốc đồng. Uống rượu thường xuyên giải phóng nhiều cortisol, gây căng thẳng lo lắng hơn khi mà bạn không uống rượu. Rượu gây rối loạn nhịp tim làm tăng huyết áp, góp phần gây tắc nghẽn động mạch dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng ví dụ như là suy tim, đau tim hay là đột quỵ. Rượu cũng phá hủy sức khỏe đường ruột làm gián đoạn mạng lưới giao tiếp, ruột, gan, não và nói chung là nó có thể tự do đi khắp cơ thể và ảnh hưởng lên bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể của chúng ta. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của video này tại Spotify hoặc là Apple Podcast và nhớ tặng mình một đánh giá năm sao nhé. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm ơn cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!